Đây các bạn, đây thấy thấy các bạn ơi, các bạn ơi, đây phía bên dưới các bạn ơi, phía bên dưới bụi bông trang các bạn, phía bên dưới có bụi bông trang. Wow, có những con quái vật quá thật dễ thương luôn các bạn. Và những hello, xin chào tất cả các bạn luôn các bạn ơi, chào mừng các bạn trở lại kênh Phạm Vũ Vlog nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đi tìm những chiếc xe và những con quái thú luôn các bạn ơi. Đây bắt đầu luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tìm những chiếc xe và những quái thú luôn nha các bạn. Wow, ở đây có cây gì bông đẹp quá luôn các bạn ơi. Cây này cây gì bông đẹp quá luôn nha các bạn, bông màu đỏ luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn các bạn. Đây 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 phía dưới các bạn ơi. Wow, phía dưới các bạn ơi còn cá nè các bạn ơi. Có cá nè các bạn, có khủng long luôn các bạn ơi, hai con khủng long luôn các bạn ơi. Và có cả xe luôn các bạn. Đây các bạn ơi, có cả chiếc xe cần cẩu móc cứu hộ luôn các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu móc cứu hộ luôn nghe các bạn. Đây quả tuyệt vời luôn các bạn. Đây khủng long luôn các bạn. Đây có một con khủng long luôn các bạn. Một con khủng long luôn các bạn. Con khủng long quá tuyệt vời luôn các bạn. Thấy không các bạn? Quá tuyệt vời. Đây bên này có chiếc xe quân đội luôn các bạn. Một chiếc xe quân đội và một con cá sấu luôn các bạn ơi. Một chiếc xe quân đội các bạn, một chiếc xe quân đội chở xăng dầu các bạn ơi. Có cả cá sấu màu vàng luôn các bạn ơi. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp luôn các bạn ơi. Đây chúng ta sẽ đi tiếp. Cây này bông quá đẹp luôn các bạn ơi. Và có những con, những chiếc xe và những quái thú và những có cá luôn các bạn ơi, đang đắp ở dưới gốc cây này luôn nha các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm tiếp các bạn ơi. Đây các bạn. Ở đây cũng có một cái cây bông màu đỏ rất đẹp luôn các bạn ơi. Bông cũng giống luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn ơi, phía dưới này cũng có những con nai nè các bạn. Có cả tàu chiến luôn các bạn. Có cả máy bay chiến đấu luôn nha các bạn. Có cả máy bay chiến đấu luôn các bạn ơi, có nai luôn các bạn. Và ngựa gần luôn các bạn ơi. Đây nai và ngựa gần luôn nghe các bạn. Nai ngựa gần luôn các bạn. Đây một con bạch tuộc luôn các bạn. Một con bạch tuộc luôn các bạn ơi. Đây các bạn còn gì nữa không các bạn? Đây chúng ta sẽ dỡ lên. Một con cá màu vàng luôn các bạn ơi. Một con cá màu vàng nha các bạn. Đây con cá màu vàng và bạch tuộc luôn các bạn ơi. Đây các bạn. Đây có thêm một chiếc máy bay luôn các bạn ơi, một chiếc máy bay cứu hộ luôn các bạn. Một chiếc máy bay cứu hộ luôn các bạn ơi. Còn đây là một chiếc xe các bạn ơi. Một chiếc xe quân đội luôn các bạn. Xe này chắc chở vũ khí rớt tiêu rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn thấy tuyệt vời không các bạn? Đây các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây máy bay chiến đấu luôn các bạn ơi, máy bay chiến đấu và tàu chiến đấu luôn nha các bạn. Đây chiếc tàu chiến đấu, máy bay chiến đấu luôn các bạn. Trên đường bay luôn nha các bạn. Trên đường bay luôn các bạn. Đây chúng ta sẽ đi tiếp luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi tiếp lên trên này coi các bạn ơi. Phía trên này có mấy cái cây luôn các bạn. Và chúng ta sẽ vòng qua đây các bạn ơi. Đây có mấy cái cây quá đẹp luôn các bạn. Đây có bụi bông trang khá to luôn các bạn ơi. Đây có bụi bông trang khá to khá đẹp luôn nha các bạn. Bông búp 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 mới nở đẹp luôn các bạn ơi. Đây thấy đẹp tuyệt vời luôn không các bạn? Đây các bạn, đây thấy các bạn ơi, các bạn ơi. Đây phía bên dưới các bạn ơi, phía bên dưới bụi bông trang các bạn. Phía bên dưới có bụi bông trang. Có những con quái vật quá thật dễ thương luôn các bạn, và những chiếc xe luôn các bạn. Đây chúng ta có nè các bạn. Đây một con vịt luôn các bạn ơi, một con vịt nha các bạn. Một con vịt nha các bạn. Còn đây các bạn ơi, một con hổ luôn các bạn ơi. Đây một con hổ nha các bạn. Một con hổ. Phía bên đây là một chiếc tàu chiến đấu luôn các bạn ơi. Một chiếc tàu chiến đấu và con hổ luôn các bạn. Còn đây các bạn. Đây các bạn ơi. Đây
là một chiếc xe chở cát đá vậy đây các bạn. Đây chúng ta có, chúng ta có là sư tử nha các bạn, chúa tể sơn lâm các bạn ơi, một con sư tử các bạn. Và chúa tể sơn lâm nha các bạn. Đây còn phía bên đây các bạn ơi, đây một con ngựa đang ăn cỏ luôn các bạn ơi. Ồ, một con ngựa đang ăn cỏ nha các bạn. Một con ngựa đang ăn cỏ các bạn ơi. Wow, đang ăn cái gì đây? Đây con ngựa đang ăn cỏ luôn nha các bạn. Wow, đây còn nữa các bạn ơi, để mình dẹt cho các bạn xem đây con gì đây các bạn ơi. Wow, một con cá sấu luôn các bạn ơi. Một con cá sấu màu xanh nha các bạn. Wow, một con cá sấu luôn các bạn ơi. Đó, một con cá sấu nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây. Đây các bạn. Ồ. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ đi tiếp luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ đi tiếp đi tìm những con vật khác nha các bạn. Ồ, bắt đầu thôi các bạn ơi, hành trình chúng ta sẽ đi tiếp luôn các bạn ơi. Đây các bạn. Đây cũng có một bụi bông trang nhỏ luôn các bạn ơi. Ồ, đây một bụi bông trang nhỏ luôn nha các bạn. Ồ, đây cũng có một bụi bông trang nhỏ, bông đẹp quá luôn các bạn ơi. Đây phía bên dưới này. Wow, phía bên dưới này các bạn ơi, phía bên dưới quá đẹp luôn các bạn. À, phía bên dưới này các bạn. Đây phía bên dưới các bạn ơi. Phía bên dưới có cả tàu chiến đấu là máy bay khách luôn các bạn. Ngoài có cả một con ngỗng luôn các bạn. À, và một con cá chép các bạn. Đây các bạn. Wow. Đây một con bò sữa luôn các bạn. Ồ, một con bò sữa nha các bạn. Một con bò sữa quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây còn đây một chiếc xe bồn trộn bê tông luôn các bạn. Ồ, một chiếc xe bồn trộn bê tông. Còn đây, đây là một chú gấu các bạn. Wow, một chú gấu rất là dễ thương luôn các bạn. Đây còn một chiếc xe nữa các bạn. Đây một chiếc xe bồn trộn bê tông luôn các bạn. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông quá đẹp luôn nha các bạn. Đây là một cặp máy bay chiến đấu luôn các bạn. Một cặp máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay chở khách luôn các bạn. Ồ, quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây nè các bạn, thấy không các bạn. Ồ, quá đẹp luôn các bạn. Ồ, buổi trưa này nha các bạn, buổi trưa là những con vật đang núp ở dưới bóng cây để ăn cỏ nha các bạn. Ồ, đây các bạn, thấy quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp luôn các bạn ơi. Ồ, các bạn, quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, đây có cả săn cỏ luôn các bạn. Đây, cây này, cây sen đây các bạn. Quá tuyệt vời. Đây, đây một cây mai luôn các bạn. Đây các bạn, cây mai quá to luôn các bạn. Đây chúng ta xem bên dưới có những gì luôn các bạn ơi. Đây, wow. À, các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Có khủng long luôn các bạn ơi. Đây một con khủng long nha các bạn. Ồ, một con khủng long quá đẹp luôn các bạn ơi. Ngoài một con khủng long nè. Một con khủng long. Đây một chiếc máy bay chiến đấu luôn các bạn. À, phía bên đây cũng có một chiếc máy bay chiến đấu luôn nha các bạn. Khủng long các bạn ơi, khủng long quá đẹp các bạn. Còn đây là một chiếc tàu chiến đấu luôn các bạn, có hai cây súng luôn các bạn ơi. Đây các bạn, đây một chiếc tàu không các bạn. Đây các bạn. Còn đây các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu luôn các bạn, một chiếc tàu du hành luôn các bạn ơi. Đây có cả một chiếc xe luôn các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Còn đây một chú cá màu vàng luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Một chú cá màu vàng luôn nha các bạn. Đây xuống dưới này phía xem các bạn. Đây. Wow, một con cá sấu màu vàng luôn các bạn ơi. Ồ, một con cá sấu màu vàng nha các bạn. Còn phía kế bên là một con rùa luôn các bạn ơi. Một con rùa nha các bạn. Ồ, một con rùa luôn các bạn. Còn đây các bạn. Wow, còn đây luôn các bạn. Đây một con hươu cao cổ luôn các bạn ơi. Một con hươu cao cổ với một con gà luôn các bạn. Một con gà mái luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn.
Đây chúng ta sẽ cho qua bên đây luôn các bạn ơi. Ô, một con hũ cao cổ luôn các bạn. Đây một con rùa luôn nha các bạn. Đây một con gà luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, một con gà. Đó. Ôi, hũ cao cổ té xuống luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn không các bạn. Còn đây một con cá sấu luôn các bạn ơi. Đây một con cá sấu luôn nha các bạn. Tuyệt vời luôn không các bạn. Đây các bạn ơi. Đây chúng ta có thêm một chiếc xe bồn trộn bê tông và xe cần cẩu móc cứu hộ luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn không các bạn. Đây các bạn ơi. Video mình đến đây cũng kết thúc luôn các bạn ơi. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn luôn.